Xin chào tất cả quý anh chị, hôm nay em sẽ cung cấp thêm cho mình chương trình bán hàng của Neo Mazda 2 cùng với giá lăn bánh tại các tỉnh thành và Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nếu thấy video hay, quý anh chị hãy cho em một like và subscribe để đón nhận những video sau nhé. Giá bán Neo Mazda 2 từ 479 triệu đến 599 triệu, đi kèm là khuyến mãi từ 25 triệu đến 35 triệu đồng tùy phiên bản, cùng với nhiều quà tặng hấp dẫn đi kèm. Neo Mazda 2 sedan hiện tại được phân phối với 3 phiên bản là Mazda 2 AT, Mazda 2 Luxury và Mazda 2 Premium. Các điểm khác nhau này Lộc xin sẽ giới thiệu đến quý anh chị bằng một video sau nhé. Và chúng ta cùng đến phần quan trọng nhất của video, đó là giá bán lăn bánh. Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh hiện tại dao động từ 525 triệu đến 655 triệu tùy phiên bản. Giá lăn bánh tại các tỉnh thành dao động từ 506 triệu đến 636 triệu. Giá lăn bánh tại thành phố Hà Nội theo ước tính từ 534 triệu đến 667 triệu. Và quý anh chị lưu ý giúp em, đây là giá tạm tính, có thể thay đổi theo tùy thời điểm tại tỉnh thành. Chúng ta cùng nhìn ngắm qua nội thất của Neo Mazda 2 phiên bản sedan nhé. Chúng ta cùng bước qua phiên bản Sport nhé. Neo Mazda 2 Sport sẽ được phân phối với hai phiên bản là Luxury và Premium với giá bán từ 574 triệu đến 619 triệu, đi kèm khuyến mãi 40 triệu đồng tiền mặt trong tháng này. Về nội thất ở phiên bản Sport đều được trang bị giống như Luxury và Premium ở phiên bản sedan, nên chúng ta cùng nhìn ngắm qua một số khác biệt về điểm ngoại thất nhé. Và chúng ta lại đến phần quan trọng của video là giá lăn bánh. Giá lăn bánh của Neo Mazda 2 Sport tại Hồ Chí Minh là từ 614 triệu đến 663 triệu sau khuyến mãi. Giá lăn bánh tại các tỉnh thành dao động từ 595 triệu đến 644 triệu. Cuối cùng là giá lăn bánh tại Hà Nội dao động từ 625 triệu đến 675 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Nếu thấy video hữu ích, hãy subscribe kênh để nhận những video mới tiếp theo nhé. Em Lộc Huỳnh hiện đang công tác tại Mazda Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh. Thông tin em sẽ để dưới phần liên hệ. Rất vui khi được phục vụ quý anh chị.